Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh Kiên Xe Đạp, một kênh chuyên review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Hôm nay em sẽ giới thiệu đến các bác một mẫu xe địa hình Gian XTC800, trang bị cấu hình Full Group DUG. Và em sẽ vào đánh giá chi tiết toàn bộ chiếc xe cho các bác xem. Khung của chiếc xe thì làm từ nhôm. Chiếc xe này như kiểu là chiếc xe lướt, người ta đi lướt, chủ đi rất ít, thành ra rất là mới. Các bác nhìn những cái vân lốp còn mới tinh, xe em mới nhập về chưa vệ sinh gì nhiều mà rất là đẹp như này. Không một vết xước nhỏ. Tay bấm DOG phanh dầu Shimano. Khóa hành trình trên tay lái. Xe trang bị sóc dầu vành Mavic, lốp Gian, lốp chính hãng. Đùi đĩa trục rỗng, bộ chuyển động, gạt đĩa đề, điều gì. Bây giờ em sẽ vào đo size với cả test chuyển động để cho các bác xem. Size của chiếc xe từ tâm trục đạp đến khóa cọc biên là 46 mm. Từ khóa cọc yên đến tâm của phốt là 58 cm. Chiếc xe size M phù hợp cho các bác từ 1m65 đến 1m75. Vâng, một số bác hỏi thường hay hỏi em về giá bán, thì hôm nay em sẽ hướng dẫn các bác ở trên điện thoại ấy, các bác muốn biết cái giá bán của chiếc xe đạp thì các bác ấn vào cho em cái mũi tên trỏ xuống đây. Đấy, nó sẽ hiện ra giá bán. Tất cả các xe bên em là đều giá bán công khai các bác nhá. Và nếu như mà em đã đề không đề giá thì tức là xe đã bán. Và video chỉ là một trong rất nhiều chiếc xe em hiện có. Thì tất cả những cái xe em hiện có ở đường link này các bác nhấn vào để xem tất cả các cái xe em hiện có đầy đủ ảnh và video ở trong đó các bác nhá. Mọi vấn đề về chiếc xe, các bác cần hỏi về xe nào, các bác nhắn tin giúp em qua số Zalo 0975 709 943. Đấy, các bác ấn vào đây này, rất là nhiều xe, cái đường link mà em để ở dưới phần mô tả đấy. Và ngoài ra các bác ấn cho em chữ đăng ký, cộng ấn chuông, chọn tất cả để không bỏ lỡ những cái chiếc xe đẹp em đưa lên trên kênh nhé. Cảm ơn các bác, tiếp mời các bác tiếp tục xem video. Và chiếc xe đang có giá bán rất tốt bên em là 10,5 triệu, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết tiền. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975 709 943 để nhân viên bên em hỗ trợ. Ngoài ra các bác ấn đăng ký kênh cộng ấn chuông để theo dõi được những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.